Bắc Cạn, quê hương cách mạng với nhiều dân tộc anh em cùng chung sống từ lâu đời. Trong đó, dân tộc Tày chiếm số đông, tiếp đến là các dân tộc Nùng, Kinh, Giao, Hoa, Mông, Cao Lan, Sán Chí. Chính bởi vậy, miền đất này là nơi tinh hoa văn hóa nhiều dân tộc cùng tụ hội, làm nên bản sắc văn hóa đậm đà, riêng biệt của một tỉnh miền núi vùng cao. Và nét nổi bật phải kể đến trong nền văn hóa của Bắc Cạn là nghệ thuật hát then, đàn tính. Theo quan niệm dân gian, then có nghĩa là thiên, thiên tức là trời. Vì vậy, then được coi là điệu hát của thần tiên truyền lại. Câu lạc bộ hát then, hát dân ca Tày Bản Tinh được thành lập từ năm 2009. Bởi vì tôi thấy lúc đó là Đảng và Nhà nước thì có nói rằng là xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thì tôi phải trực tiếp nghiên cứu bởi vì tôi cũng là một giáo viên. Thế bây giờ mời cháu là Hương là đi theo tôi đến nhà ông then là Trần Bảo Hè, mà ông này vừa là thầy giáo mà vừa là hát then là nghi lễ đời thứ năm rồi. Về mặt nghi lễ, then chứa đựng những tín ngưỡng tôn giáo nguyên thủy. Trong đời sống văn hóa cộng đồng đồng bào các dân tộc Nùng, Tày, Thái, hát then không chỉ là khúc hát đầu xuân cầu an lành, may mắn, mà còn gắn liền với sinh hoạt tín ngưỡng trong năm. Về mặt nghệ thuật dân gian, then là một loại hình nghệ thuật tổng hợp chứa nhiều thành tố ngữ văn, âm nhạc, mỹ thuật, múa, diễn xướng dân gian và có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội. Các ông then, bà then thông qua lời ca, tiếng hát, những làn điệu then từ cây đàn tính để gửi gắm những ước nguyện của người dân đến thần linh. Là công người đã tài thiên thế rồng người đã mưa thương thiên en hỡi en pi ca lương nhàn hơi lương pi ca đào cốc người đã du thế đã tạo hai à môn rằng en du cao thân có thành hai môn đã du thành binh khôn ngoan tan thù thăng thế là nhàn đi cổ tàn ngồi ông như thứ tình vương rồi anh khấn vương xuân đã tăng mình anh nung tứa vàng cùng ngân. Cái bài hát vừa rồi là bài mùa xuân nói về con én đấy, tại hình thức con én là mùa tháng giêng là nó về tự tề tự với nhau đấy, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 đấy, đến tháng 12. Đấy, nói trong cái phạm vi là 12 tháng là con én nó làm những cái gì đấy để mà nói lên cuộc sống của con người nó cũng như thế. Có thể nói hát then là sản phẩm sáng tạo của rất nhiều thế hệ đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Trải qua thời gian, những sản phẩm văn hóa này đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào. Đặc biệt hơn, trong những ngày đầu xuân, về với quê hương cách mạng Bắc Cạn để được thưởng thức những làn điệu then mượt mà, hòa quyện với âm thanh ngọt ngào của tiếng đàn tính, sẽ khiến cho ai ai khi tới đây cũng đều nhớ mãi. En ơi à mưa coi chữ đầy en đây đông à bay nam bắc lạc ta chùa đã chắc mình công